Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 112, Tầm Bảo Kỳ Binh. Nhìn từ xa, ngọn núi kia vô cùng nguy nga, tự như muốn sánh ngang với trời, là mảnh vỡ lớn nhất từ thanh cổ kiếm đồng xanh được biết đến trên trái đất hiện nay. Nó đã đứng im ở đây hơn 38 năm, chứng kiến nền văn minh tu chân trên trái đất được sinh ra. Trong suốt hơn 30 năm, lại có rất nhiều tinh anh cổ võ từ bốn đạo viện lấy được tư cách tu hành từ nơi này, trở thành cường giả của liên bang. Nó có khí thế khổng lồ, năm đó sau khi rơi xuống, còn trực tiếp quét ngang bầu trời và mặt đất, tạo thành gió lốc, phải rất lâu sau mới tiêu tán, nhưng vẫn còn tràn ngập từ trường. Cuối cùng trở thành quê hương linh tức trong miệng của tu sĩ. Đồng thời trong ngọn núi này còn cất giấu tư nguyên, công pháp, đan dược, pháp bảo và vô số bí ẩn mà đến nay bốn đạo viện cũng chưa thể nào tìm hết ra được. Cho nên cứ mỗi lần nó mở ra, những học sinh được đưa vào đây phải hoàn thành nhiệm vụ thăm dò và tìm kiếm. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã đến rất gần, hắn nhìn ngọn núi kia mà tâm thần cũng bị nó hấp dẫn, không khỏi rung động. Thật sự khi nhìn ở khoảng cách gần thì ngọn núi này thật sự quá lớn. Nó cao lớn hơn tất cả những ngọn núi mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn qua, thậm chí còn khó mà có thể nhìn thấy đỉnh của nó. Đứng ở trước mặt nó khiến cho người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé. Trên ngọn núi này có vô số vết nứt có độ lớn nhỏ, nông sâu khác nhau, có rất nhiều vết chỉ mới xuất hiện trong mấy mươi năm này. Nhưng phần lớn dường như chính là dấu ấn đã có sẵn từ rất lâu rồi. Những vết nứt đó giống như nếp nhăn trên mặt của con người, khiến cho người ta có cảm giác tang thương năm tháng. Nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy dấu vết thời gian ít nhất cũng phải vạn năm. Lúc này bên ngoài của bề mặt ngọn núi còn có vô số phù văn đang lóe lên. Lại có từng đợt sóng hào quang, mặc dù lúc bộc phát có phần yếu hơn lúc trước, nhưng nó vẫn lan ra. Chẳng qua là phạm vi có hạn mà thôi. Dưới núi lúc này có khá đông học sinh của bốn đạo viện, bóng dáng của bọn họ cứ ra ra vào vào, mà cửa đi vào chính là những vết nứt ở trên ngọn núi nọ. Gần mặt đất có một vết nứt lớn, dài chừng 7-8 trượng, sâu 2 trượng, nơi này chính là cửa vào lớn nhất ở đây. Có thể nhìn thấy có khá nhiều thân ảnh đi vào từ nơi này, và cũng có rất nhiều thân ảnh bị ánh sáng bao phủ nhanh chóng đẩy ra từ bên trong. Nhưng người bị đẩy ra đó ít ai đi tay không. Phần lớn đều ôm một số vật phẩm, mặc dù phần lớn đều là đồ rách nát, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại vô cùng hưng phấn. Đây là do các đạo viện tạo động lực khuyến khích học sinh nên đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh. Thêm nữa, phàm là những món đồ lấy ra từ nơi này, học sinh đều có thể giữ lại một phần. Đồng thời cũng vì vật phẩm trong núi này khá đặc thù, không thể nào nhét được vào trong không gian trữ vật, cho nên các đạo viện cũng không cần sợ học sinh tham lam giấu giếm. Hết thầy coi như là khá công bằng, cũng khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này cũng trở thành cơ duyên giúp học sinh của các đạo viện giành được tạo hóa. Nhưng có thể nhận được tạo hóa sau khi trở thành chân thức hay không thì phải xem may mắn của mỗi người. Thực tế những lần mở ra đều có người lấy được bảo vật, thậm chí có cơ duyên lớn nhất trong truyền thuyết chính là vị Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ này. Người nọ xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, lúc trước đã lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết ở ngay đây. Những cơ duyên xuất hiện ở chỗ người khác khiến cho học sinh ngày càng cam tâm tình nguyện đến nơi đây làm nhiệm vụ mỗi khi mở ra hơn. Lúc này cũng nhìn những tu sĩ bị ánh sáng từ trường bao bọc đẩy ra kia, Vương Bảo Nhạc liếm môi, đang định chạy vào trong cánh cửa đó, nhưng đúng lúc này chỗ lối vào lại có tiếng xôn xao vang lên. Trong ngực hắn là cái gì thế? Mẹ ơi, là thực vật lại còn sống nữa. Tên này phất to rồi. Mặc dù thực vật đó thoạt nhìn không phải tiên đan, nhưng rõ ràng nó là thiên tài địa bảo mà. Tiếng xôn xao lớn vang lên. Một học sinh của đạo viện Bạch Lộc được ánh sáng từ trường bao bọc kín, nhanh chóng bị đẩy ra từ chỗ cửa vào. Vẻ mặt của hắn vô cùng kích động. Tuy chỉ tấn chức chân thức từ linh căn 6 tấc, nhưng hiện tại trong ngực của hắn ôm một khối gốc thực vật 3 màu, trên đó thậm chí có một quả trái cây thơm lừng. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho vô số người ghé mắt, tiếng bàn tán cũng trỗi dậy. Thấy mình bị đẩy ra khỏi ngọn núi,
Tên học sinh đạo viện Bạch Lộc kia cười ha hả, lơ lửng bay trên không trung. Những người khác thấy thế thì hai mắt đều sáng rực, đẩy nhanh tốc độ phóng tới chỗ ngọn núi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc cũng sáng rực, nhìn chằm chằm gã học sinh tay ôm gốc cây bị bay đi kìa. Hình tượng của ngọn núi này trong mắt đột nhiên thay đổi, tựa như biến thành một kho báu vậy. Đi giành phần thưởng thôi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến ngọn núi, nhanh chóng vượt qua vô số người xung quanh, chui vào bên trong vết nứt. Vừa mới vào thì chung quanh tối mù, nhưng sau khi thích ứng thì vẫn có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tựa như một động phủ khổng lồ, xung quanh có hơn 10 cái mật thất đã hỏng. Về phần cửa vào mà mọi người hay nói, có lẽ chính là những vách tường và mật thất của động phủ này. Ở bên ngoài có một lối đi hình tròn, lối đi này rất lớn, đường kính phải hơn 100 trượng, sâu không thấy đáy. Lúc này những kẻ vào đây không thèm tìm kiếm xung quanh, mà chỉ chạy thẳng đến chỗ lối kia. Bị quét sạch bách thế này. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn quanh, thấy mật thất xung quanh đều bị càn quét sạch sẽ, thậm chí trên đất chẳng có lấy một cục đá vụn. Rõ ràng chỗ này đã bị người ta quàn quét hết sạch vào những lần mở cửa trước rồi. Muốn có thu hoạch thì chỉ có thể đi sâu vào bên trong mà thôi. Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức bộc phát tốc độ, nhanh chóng băng băng vào lối đi kia. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc thấy được có khá nhiều gian phòng với phạm vi không nhỏ, nhưng bên trong cũng đều rỗng tuếch, còn xuất hiện một vài lối rẽ khác chẳng khác gì mê cung. Đám người lui tới cứ lục tục ra vào, chẳng thèm quan tâm lo lắng chuyện lạc đường. Xem ra chỉ có đi tìm sâu vào bên trong mới có bảo vật thôi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đảo qua, tốc độ không giảm, tiếp tục bay thẳng vào trong. Dần dần phía trước lại có tiếng đánh nhau. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, tốc độ càng nhanh hơn. Dựa vào tiếng động kia, hắn nhanh chóng tìm đến một khu vực khá lớn. Nơi này giống như một mảnh phế tích, dõi mắt nhìn qua có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát. Trên mặt đất vẫn còn số dụng cụ và vật phẩm hư hỏng mà Vương Bảo Nhạc không biết là cái gì. Đang có mấy học sinh của các đạo viện nhanh chóng nhặt lên. Phía xa có 7-8 người đang đánh nhau vỡ cả đầu. Thi thoảng có người sung sướng ôm vật phẩm, thân thể bị ánh sáng từ trường bao quanh đẩy ra ngoài. Đồng thời cũng có người liên tục chạy qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiến vào đây, cứ thấy cái gì là ra sức nhặt cho bằng hết. Đây là vào nhà cướp của đấy phòng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cũng nhanh chóng lao lên, tìm thấy một thứ trông như thùng nước. Nói nó là một thùng nước thì nó lại rất lớn, xung quanh có một số lỗ nhỏ không đối xứng. Rõ ràng không chứa được nước, nhưng nếu không phải thùng nước thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này dùng để làm cái gì. Lúc này hắn ôm nhấc nó lên, thầm nghĩ dùng nó chứa đồ cũng được, vậy nên xách theo nó chạy tiếp. Tuy phần lớn mọi người không rảnh mà tranh giành với nhau, nhưng vẫn có một số kẻ muốn cướp đồ của người khác trước khi rời đi. Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm thì lại gặp phải một tên như thế. Kẻ này là người của đạo viện Thánh Xuyên. Trên người của hắn ta đã có ánh sáng tử lực, sắp sửa bị đẩy ra ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy trước mặt của Vương Bảo Nhạc có một khối kim loại to chừng nắm đấm thì hai mắt sáng lên, lập tức nhào qua giằng lấy. Đúng là to gan mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tốc độ bộc phát, trực tiếp chạy lên tung ra một cước đá bay tên học sinh của đạo viện Thánh Xuyên kia. Gã học sinh kia hét thảm, những thứ hắn tìm kiếm vơ vét được cũng rơi lả tả. Hắn ta lập tức hoảng sợ, muốn nhặt lên. Nhưng đúng lúc này thân thể của hắn sáng rực rồi, bị lâng lên không trung. Hắn ta không cam lòng, giống to một tiếng, nhưng vẫn bị đẩy đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đi lên nhặt hết đồ của gã kia bỏ vào bên trong thùng nước, rồi tiếp tục đi lên tìm kiếm. Cứ như thế, sau nửa nén nhang, Vương Bảo Nhạc liên tục tìm kiếm và rời khỏi khu vực phế tích đó, men theo lối đi vượt qua ba khu phế tích giống như thế. Số lượng người hắn gặp phải cũng ngày càng ít đi, vậy nên những món vật phẩm kỳ dị mà hắn ta tìm thấy được cũng nhiều hơn. Phần lớn đều để trong thùng nước, trồng lên như một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa giống như một quả cầu khổng lồ. Chương 113: Thanh Ngọc Tế Đàn. Cảnh này chính là bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không chú ý tới. Hắn vẫn cứ cắm đầu chạy như điên. Sau đó hắn phát hiện có một số vách tường kim loại có thể chiếu lại bóng người. Khi Vương Bảo Nhạc chạy nhanh đến đây,
liếc mắt nhìn thấy thân đỉnh mình xong thì chợt dừng lại. Ấy, mình vẫn mì nhon như xưa. Rõ ràng trong mắt của Vương Bảo Nhạc, định nghĩa của từ mì nhon này có hơi khác người. Lúc này hắn nhìn thân ảnh của mình chiếu lên vách tường với vẻ cảm khái, còn lắc mình nhìn trái, nhìn phải, xem chừng khá là thỏa mãn. Tuy rằng cái thùng nước này lớn, khiến cho mình hơi béo một chút, nhưng vẫn đẹp trai người người luôn. Vương Bảo Nhạc lại cảm khái thêm tiếng nữa, rồi lại chạy tiếp. Một đường đi tới, số lượng học sinh mà hắn gặp được cũng ngày càng ít, cuối cùng gần như chẳng có cái mạng nào. Mà ở nơi này, trên mặt đất và những căn phòng xung quanh có khá nhiều các loại khí cụ kỳ quái. Có phất trần bị gãy, có khôi giáp vỡ nát, có một vài khối sắt ảm đạm. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy một số chuông bị hỏng và một số mảnh vỡ của bình thuốc. Sao toàn là đồ hỏng hóc thế này? Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực. Một đường đi tới phần lớn đều là đồ hỏng. Ngoài cái thùng lớn mà hắn đang ôm ra thì không có mấy thứ đầy đủ. Lại càng không cần phải nói tới những thực vật hay đan dược pháp bảo gì. Cho dù bị hỏng thì ta cũng phải lấy hết đi mới được. Nếu như bỏ qua thì Vương Bảo Nhạc sẽ không cam lòng. Hắn cảm thấy nói không chừng trong số này có cất giấu chi bảo gì đó. Vậy nên hắn chọn ra một vài món, ném vào bên trong thùng nước rồi đi tiếp. Không bao lâu sau, tại một lối rẽ ảm đạm ở bên phải, Vương Bảo Nhạc đang định đi qua luôn. Nhưng đột nhiên có một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh đột nhiên bộc phát từ nơi đó. Dường như ở bên trong đó có một đạo hắc ảnh đang lao với tốc độ cực nhanh. Ai? Vương Bảo Nhạc dư quang phát hiện ra, lập tức giật mình lùi lại phía sau vài bước. Nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh, chẳng có chút biến hóa gì. Tựa như bóng đen khi nãy chỉ là do Vương Bảo Nhạc bị hoa mắt nhìn lầm mà thôi. Vương Bảo Nhạc đang thấy nghi hoặc, định lấy một con khôi lỗi ra phái ra xem xét. Nhưng đúng lúc này, bên trong lối rẽ ảm đạm tối hù, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, kèm theo tiếng xe gió cực nhanh. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm qua, lập tức phát hiện ánh sáng đó là ánh sáng tử lực, bên trong còn bao bọc một người. Người này mặc đạo bào của đạo viện Phiêu Miểu. Lúc này hắn đang ôm một cái hồ lô màu bạc cao chừng nửa người, đang bay nhanh về phía mình. Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc thấy rõ người đó là ai thì lập tức hô to, đồng thời chú ý uy áp mà Trác Nhất Phàm dùng để chống cự lại ánh sáng từ lực đẩy mạnh kia là của 8 tấc chứ không phải 7 tấc nữa. Vương Bảo Nhạc. Người bị ánh sáng bao phủ đẩy mạnh ra đúng là Trác Nhất Phàm. Vẻ mặt của hắn lúc này có phần tiếc nuối và không cam lòng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng. Sau khi nghe thấy giọng của Vương Bảo Nhạc thì vội quay đầu lại. Sau khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thì lập tức kinh hỉ, dường như nghĩ tới điều gì nên hắn vội hô to. Vương Bảo Nhạc, người mau đi qua kìa, Triệu Nhã Mộng đã tìm được một tế đàn ở trong đó, nơi đó có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có cả thi thể nữa. Mau đi, có rất nhiều người đang tranh giành ở đó. Trác Nhất Phàm chỉ kịp nói tới đây, thân thể của hắn bị ánh sáng bao phủ xẹt qua chỗ Vương Bảo Nhạc, bị đẩy về phía lối ra, biến mất không thấy bóng dáng. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe tinh quang. Thi thể. Hai chữ này kích thích Vương Bảo Nhạc hơn hết thảy. Hắn biết rõ thi thể Trác Nhất Phàm nói nhất định không thể nào là của con người trên trái đất. Vậy thì nó chỉ có thể là thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân của thanh cổ kiếm đồng xanh nọ. So với những vật chết như công pháp và đan dược, thì thi thể của những người đến từ nền văn minh tu chân kia có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều. Ý nghĩa của nó lớn không tưởng tượng nổi đối với liên bang ngày nay. Nếu ai có thể lấy được một cỗ thi thể ra cho đạo viện thì sẽ lập được công lao cực lớn. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, đột nhiên bộc phát tốc độ cực nhanh, lao tới như một cỗ chiến xa, trực tiếp nhảy vào bên trong lối rẽ đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng vào bên trong. Sau khi Vương Bảo Nhạc đã đi xa, trên vách tường ở lối rẽ này đột nhiên trở nên vặn vẹo, một cái đầu đen kịt chui ra. Cái đầu này giống như đã mục nát từ rất lâu rồi, lúc này chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã rời đi, từ từ há cái miệng ra, để lộ hàm răng vàng khè nhọn hoắt, cùng với những chỉ nối liền hai hàm răng trên dưới, vừa xấu xí vừa có vẻ đáng sợ. Sau đó nó lập tức chui vào bên trong vách tường,
có thể trông thấy vách tường cứ như vật thể sống, bên trong như có huyết nhục đang ngọ nguậy lan ra. Không ai có thể phát giác được tất cả những chuyện này. Có điều dù lúc này Vương Bảo Nhạc đang chạy nhanh, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cảm giác lạnh lẽo cùng với bóng đen chật lóe lúc nãy tuyệt đối không phải hòa mắt. Cho nên dù lúc này đang chạy nhanh nhưng hắn cũng không dám sơ sẩy. Dù là có nhiều người cũng vào đây, nhưng nơi này vẫn có nguy hiểm, không thể chủ quan được. Vương Bảo Nhạc cảnh giác chạy nhanh trong lối rẽ này. Không bao lâu sau, hắn lập tức nghe thấy tiếng động lớn và vô số tiếng cự cãi. Triệu Nhã Mộng, Trần Minh Vũ, các người cần gì phải dãy giụa như thế? Trác Nhất Phàm đã bị đẩy ra, đạo viện phiêu miểu nay chỉ còn lại có hai người các ngươi mà thôi. Triệu Nhã Mộng, nếu như là cô phát hiện ra chỗ này trước thì cô có thể mang hồ lô đi, nhưng bộ thi hài đó thì cô không được lấy. Có người tới gần. Thanh âm truyền vào tai của Vương Bảo Nhạc ở cuối tầm mắt của bọn hắn. Ở trên vách tường đằng xa có một lỗ hổng. Lỗ hổng này cao chừng 2 trượng, tràn ngập ánh sáng màu lam. Ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong có vài thân ảnh giao thoa và tiếng đánh nhau truyền ra. Dường như có một người đàn ông đang nhanh chóng lao tới gần chỗ lỗ hổng hòng chặn được. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tốc độ chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Hắn hét một tiếng nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ đó. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ thoát một cái đã tới gần. Thấy rõ bên trong cái lỗ hổng đó là một gã to con mặc đạo bào của chi nhánh Bạch Lộc. Hai tay cầm một cây thuẫn lớn, ngang ngửa với chiều cao của hắn, trực tiếp đứng chặn ngay lỗ hổng. Sau khi phát hiện thân thể của Vương Bảo Nhạc, thì đồng tử của hắn ta co rụt lại, quát to. Cút! Cút cái con mẹ nhà mi! Vương Bảo Nhạc gầm lên, tiếng còn lớn hơn cả giọng nói của gã đó. Ngay khi quát to thì hắn giơ nắm đấm lên, linh khí xung quanh lập tức bị hắn hút tới, găng tay của hắn lập tức bộc phát, tung ra một quyền. Thậm chí một phần tia linh lực trong cơ thể cũng bị hắn vận chuyển, dung nhập vào bên trong găng tay, khiến cho ánh sáng đen trên bao tay còn sáng hơn cả lúc trước, tốc độ tăng mạnh. Đồng thời sức mạnh cũng tăng lên đến cực hạn, toàn thân tựa như một ngôi sao băng, ầm một tiếng trực tiếp đánh mạnh lên cái thuẫn của gã to con kia. Gần như ngay khi thân thể của hắn bị văng ngược ra, thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã ngang nhiên xông qua lỗ hổng đó, bước vào bên trong khu vực tràn ngập ánh sáng màu lam kia. Sau khi thấy rõ mọi thứ, đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, hô hấp khựng lại, đồng tử đột nhiên co rút. Thứ hắn thấy rõ đầu tiên là địa hình ở nơi này. Chỗ này hình như có hình quả trứng, mặt đất xung quanh chỉ toàn sương mù đen kịt, che phủ tất cả mọi thứ. Cũng may nơi này có ánh sáng cực mạnh, có thể trông thấy vô số khe rãnh khổng lồ lõm xuống chằng chịt như tạo thành một trận pháp. Ở bên trong trận pháp này có một hàng tượng, những pho tượng này phần lớn đều bị hỏng hóc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác của nó là đang quỳ lạy. Vẻ mặt của từng pho tượng đều vô cùng cung kính, tựa như đang cầu nguyện, còn hướng mà những pho tượng này đang quỳ lạy. Nơi đó có một cái tế đàn làm góc cực lớn. Tế đàn này được chế tạo từ thanh ngọc, có hình dạng cầu thang, cực kỳ khổng lồ, chiếm hơn phân nửa trận pháp. Mình nó đã chiếm hơn 1/3 của khu vực hình chứng này. Nhìn kỹ thì tế đàn này có 9 tầng, mỗi tầng đều có khắc trận văn, mà ở đỉnh cao nhất lại có một thanh trường thương đang lơ lửng ở giữa không trung. Trường thương này vô cùng sáng chói, bên trên còn có một số ấn ký hình xoắn ốc, tựa như độc nhất vô nhị trên thế gian, phát ra khí tức mênh mông, chói mắt kinh thiên địa, tựa như chí bảo. Chương 114, ra tay. Ánh sáng màu lam phát ra từ thanh trường thương này chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi thứ được hào quang chiếu rọi như khoác thêm một lớp sa mỏng màu xanh. Đây là gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng dậy sóng. Thân là học thủ của hệ pháp binh, hắn khá mẫn cảm với pháp bảo. Lúc này nhìn thấy thanh trường thương kia, đầu óc của hắn đột nhiên xuất hiện một danh xưng trong truyền thuyết: thần binh. Đối với thần binh, ngay cả đại học thủ của hệ pháp binh như Vương Bảo Nhạc cũng không biết gì nhiều. Hắn chỉ biết thần binh là vật trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng thanh trường thương trước mắt cho hắn cảm giác dường như nó chính là thần binh trong truyền thuyết. Có điều Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy thần binh, cho nên không tiện phán đoán. Nhưng hắn cảm thấy rõ, dù nó không phải là thần binh thì nhất định cũng là chí bảo vô giá gần với thần binh.
Cùng lúc đó, bốn phía thanh trường thương này có bốn thân ảnh trung niên mặc trường sam cũ nát. Rõ ràng đây không phải là trang phục của Liên Bang. Bọn họ ngồi khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung, đưa mặt về phía tế đàn làm góc đó. Cho dù đã chết thì thân thể bọn họ vẫn còn lơ lửng, thậm chí uy áp tỏa ra trên người của bọn họ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua một cái đã thấy hai mắt đau nhói, lòng dạ nôn nao. Rõ ràng nếu như cỗ thi thể này ngồi quanh trường thương đối ứng với tế đàn lăm góc này thì phải có lăm cỗ mới đúng. Này chỉ có bốn cái. Không biết tại sao cái thứ lăm lại nằm ở bên ngoài trận pháp, rơi ở dưới đất. Có thể nhìn ra cỗ thi thể thứ lăm này là một cô gái, tuổi cũng không lớn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Dù đã chết đi, nhưng cô nằm lại đó giống hệt như đang ngủ say. Thậm chí nếu không phải do tử khí tràn ngập trên người thì rất dễ bị người ta nhìn lầm là còn sống. Phía trước cỗ thi thể đó là Triệu Nhã Mộng, mặt mày tái nhợt như bị trọng thương. Cùng với một thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu, bọn họ đang bị 7-8 học sinh của ba đạo viện khác bao vây. Trong đó có Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen. Trên người của bọn họ tràn ngập uy áp, rõ ràng đã đột phá linh căn 8 cấp. Tất cả kể thì có vẻ dài dòng, nhưng kể từ khi Vương Bảo Nhạc nhảy vào, nhìn quanh mọi thứ chỉ diễn ra cực nhanh. Giờ đây dưới sự xuất hiện của hắn mà tất cả mọi người đều giật mình kinh hồn. Là Vương Bảo Nhạc! Là Vương Bảo Nhạc! Chết tiệt! Sao hắn lại tới nơi này? Thật sự là mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã lan truyền khắp trong bí cảnh lần này. Dù là tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe nói đến thì đều biết lần này ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì đạo viện Phiêu Miểu còn có một Vương Bảo Nhạc còn trâu bò hơn. Thậm chí khả năng hút thù hận và tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu của bốn đạo viện. Lúc này trái với vẻ giật mình kinh hãi của kẻ khác, Triệu Nhã Mộng và thanh niên đạo viện Phiêu Miểu bên cạnh cô thấy Vương Bảo Nhạc thì lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Vương Bảo Nhạc không thể nào tới gần trận pháp đó được, đồ ở đây khó mà di chuyển đi được. Chỉ có cỗ thi thể đó là do Triệu Nhã Mộng đã trả cái giá cực lớn mới lấy ra được. Nó thuộc về đạo viện Phiêu Miểu chúng ta. Thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu vội hô to. Không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đã thấy rõ tình hình. Hai mắt của hắn lóe lên, thu hồi sự rung động đối với thanh trường thương sắc xanh kia, cất bước đi thẳng tới chỗ đám người. Đám học sinh của các đạo viện khác đều đanh mặt lại, nhất là Ngô Phần. Hắn ta quyết đoán mở miệng ngay lập tức. Thời gian cấp bách, cứ mặc kệ đi, mọi người cùng động thủ, ai cướp được thì là của người đó. Nói xong, mi tâm của Ngô Phần tách ra, khí huyết đột nhiên tản ra xung quanh. Này hắn đã vào chân tức cảnh, trong khí huyết này ẩn chứa vô số tia linh khí, tựa như thuật pháp, bắn thẳng đến chỗ Triệu Nhã Mộng. Ánh mắt của Lý Di cũng lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái. Toàn thân lập tức có ngọn lửa bùng lên, uy lực kinh người. Những người khác tuy kém bọn họ, nhưng cũng đều là chân tức đột phá linh căn 7 tấc. Lúc thi triển pháp bảo mạnh hơn lúc cổ võ rất nhiều. Bọn họ cùng ra tay, nhào tới chỗ hai người Triệu Nhã Mộng và thanh niên kia. Gần như ngay khi bọn họ ra tay, thì gã thanh niên mặt đen của đạo viện Thánh Xuyên quay đầu lại, tay cầm một cái la bàn, gầm nhẹ điểm một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Thần Phong! Trong tiếng nổ mạnh, linh khí chung quanh bị dẫn dắt đè mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, gã to con khi nãy bị Vương Bảo Nhạc đánh bay cũng gầm tới, giúp một thanh kiếm lớn lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tất cả gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc xuất hiện khiến cho thế cục ở nơi này trở nên căng thẳng. Lúc trước, bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, lại thêm số người rất đông, ai cũng có tâm tư riêng. Biết rõ thời gian Triệu Nhã Mộng bị bài xích sắp đến, cho nên bọn họ ra tay vẫn còn nương tình. Mục đích chỉ là muốn ép Triệu Nhã Mộng cùng đường rời đi. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đến đây, khiến cho bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Lập tức dùng đòn sát thủ tung hết toàn lực ra. Trong tiếng nổ mạnh, khóe miệng của Triệu Nhã Mộng rỉ máu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức có trận pháp phong ấn được tung ra ngăn cản đám người kia. Thanh niên mặc đồng phục của đạo viện Phiêu Miểu ở bên cạnh cô cũng hộc máu, đang định phản kích. Nhưng lúc này trên người của hắn lại xuất hiện ánh sáng tử lực. Hắn bị phẫn hét lớn một tiếng, muốn ôm thi thể rời đi. Nhưng đám người xung quanh há lại có thể cho phép.
lập tức có vài món linh bảo bay tới, khiến cho thanh niên nọ không thể không từ bỏ. Thân thể bị ánh sáng xoáy bay lên, đẩy thẳng về phía lối ra. Những kẻ khác thấy vậy thì hai mắt lóe sáng, phóng tới chỗ của Triệu Nhã Mộng lần nữa. Triệu Nhã Mộng biến sắc, nay cô đã cạn sức. Trước kia vì lấy được cố thi thể đó mà cô đã phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nay sức lực chẳng còn lại mấy, trơ mắt nhìn thi thể mình vất vả lắm mới lấy được sắp sửa bị kẻ khác cướp đi. Triệu Nhã Mộng cũng tức giận, đang muốn ngăn cản tiếp thì đúng lúc này thân thể của cô lại xuất hiện ánh sáng từ lực. Lẽ nào lại dâng hết thể cho kẻ khác sao? Triệu Nhã Mộng thầm than, thân thể bắt đầu bay lên không trung. Nhưng đúng lúc này chiến trường chỗ Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng thét. Trong tiếng thét lớn này, hắn nhanh chóng cất bước tung ra một quyền. Một quyền này tạo lên gió lốc dữ dội, trực tiếp đánh tan trận pháp phong ấn của gã thanh niên áo đen kia. Sau đó hắn lại giơ tay phải lên. Thích ỷ đông hiếp yếu chứ gì? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì có vô số khôi lỗi bay ra, khí thế phô thiên cái địa lao thẳng tới chỗ đám người nọ. Lại có thêm vài thanh phi kiếm bắn tới, ép cho gã to con kia phải lùi lại. Sau đó phóng thẳng tới chỗ tên thanh niên áo đen đó, khiến hắn không thể không triển khai trận pháp được. Nhanh khó ai bì, Vương Bảo Nhạc dẫm mạnh chân xuống đất, thân thể lao ra như một mũi tên. Mặt đất rung chuyển, ảnh hưởng đến giữa không trung, hòa vào trong linh khí lan ra xung quanh, hóa thành từng đợt trùng kích vô hình đánh trúng giữa những kẻ đang lao tới chỗ Triệu Nhã Mộng, khiến cho thân thể của bọn họ khựng lại một chút. Nhờ cơ hội này, ngay khi bọn họ biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới, trực tiếp đánh một quyền vào khoảng không ở giữa. Phần linh khí trong cơ thể bộc phát, vừa điều khiển linh khí mà mầm mống thôn phệ cũng bật phát ra từ găng tay của hắn, từ ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp này được Vương Bảo Nhạc làm vô cùng thuần thục. Sau khi hắn tung ra quyền thì tạo thành sức mạnh như vô số cơn sóng linh khí nổ tung. Tiếng ầm ầm trỗi dậy, cơn sóng linh khí này lan mạnh ra, khiến cho đám xung quanh chấn động rồi rút lui. Gần như ngay khi bọn họ bị đánh ngược về phía sau thì đám khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều lao tới, gặp người thì ôm chặt lấy. Tất cả đều diễn ra vô cùng lưu loát, không chút lượng khựng. Trình tự vô cùng xảo diệu, thấy tất cả đã bị ngăn cản lại, Vương Bảo Nhạc tới gần thi thể kia, đám người của Lý Di lập tức sốt ruột. Vương Bảo Nhạc! Bọn họ muốn dãy giụa nhào lên, nhưng tất cả vẫn muộn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, nháy mắt đã đến gần thi thể. Đá nó mạnh lên không trung, lao thẳng tới chỗ của Triệu Nhã Mộng, đang bị ánh sáng bao trùm đẩy ra ngoài. Hai mắt của Triệu Nhã Mộng lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp điểm nhẹ, dùng chút sức còn lại hóa thành trận pháp bọc lấy thi thể, sau đó bay về phía lối ra và biến mất tăm. Chỉ còn lại tiếng rít gió từ xa vọng về ngày càng nhỏ dần. Chương 115, Lý Di hung tàn. Thấy thi thể đã được Triệu Nhã Mộng đưa đi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù người đưa thi thể ra ngoài giao cho đạo viện là Triệu Nhã Mộng, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc rằng với sự công bằng liêm chính của đạo viện và nhân phẩm của Triệu Nhã Mộng thì công lao của mình sẽ không bị mất đi. Dù sao thì theo như Vương Bảo Nhạc thấy, nếu cuối cùng không phải nhờ có hắn thì chưa biết được thi thể này sẽ rơi vào tay ai. Lúc này nghĩ đến chuyện còn chưa ra ngoài đã lập được một phần công lao không nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy hí hửng, quay đầu nhìn về phía mọi người, sau đó ánh mắt của hắn co rút lại. Rõ ràng trong đám người này đều đang nổi sung, bộ dạng hung hãn. Bản nãy gấp quá nên chưa chào hỏi mọi người, chắc là các người chưa biết tên ta đâu nhỉ. Ta tự giới thiệu nha, ta tên là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, liếng thoáng cho qua, vừa nói vừa định đi đến đỡ gã to con cầm thuẫn bị mình đánh bay kia dậy. Gã kia trừng mắt tức giận nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó hất tay ra. Ôi, tất cả mọi người đều là vị đạo viện nhà mình cả mà, dù sao thì ta cũng là người của đạo viện Phiêu Miểu, sao có thể nhìn thấy mà không giúp được chứ. Như vậy thì kỳ lắm, các người nói có đúng không? Huống hồ gì ta cũng không có xài tuyệt chiêu gì để đối phó với các ngươi mà, cần gì phải giận thế chứ. Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ đều thoát khỏi khôi lỗi,
Dù sao thì đám khôi lỗi này chỉ ở trình độ cổ võ. Bọn họ là chân tức, bị cuốn lấy vài giây thì được, chứ muốn nhốt được lâu thì không thể nào. Sau khi trốn thoát, bọn họ vô cùng hậm hực, nhất là Lý Dì, Ngô Phần và cả thanh niên mặt đen kia. Bọn họ phát hiện Vương Bảo Nhạc cứ như khắc tinh của bọn họ vậy, mỗi lần tranh đoạt với hắn đều là thất bại. Lúc này tất cả nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ tức giận và chiến ý, nếu không xả ra thì nhất định sẽ nghẹn chết. Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, thở dài bước lên lấy mớ khôi lỗi bị hư hao kia về. Sau khi quay về nhất định phải cải tạo thăng cấp mớ khôi lỗi này lại mới được, không thì sau này khó mà dùng được. Sau khi thu hết lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện đám người Lý Di đang nghiến răng và tức giận với mình. Thế là hắn quay sang nhìn mình. Các vị, nếu muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của ta thì cứ ra tay đi. Nhưng chúng ta thương lượng cái đi. Có thể đừng nhìn ta chằm chằm như vậy được không? Các ngươi nhìn này, người ta xấu hổ lắm á. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, óng hẹo mở miệng. Hắn vừa nói xong thì sắc mặt của tất cả mọi người lập tức khó xem hơn. Nhất là Lý Di, cô ta trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái tên béo chết dẫm này đúng là không biết xấu hổ gì hết. Đánh hắn bất tỉnh rồi cởi hết đồ ra, để cho hắn phải xấu hổ lúc bị đẩy ra ngoài. Lý Di vừa nói xong thì thân thể đột nhiên vọt lên, linh hỏa thể trời sinh như cô ta, dù vừa mới tấn chức chân tức, còn chưa từng học thuật pháp, nhưng dựa vào đặc thù của hỏa linh thể. Ngay khi lao ra thì tên lửa trên người bộc phát, mặc dù không phải biến thành biển lửa, nhưng bao quanh toàn thân cũng giống hệt như một người lửa. Trong tay cô ta lại xuất hiện một quả cầu lửa, tách ra từ bên trong ngọn lửa trên người cô ta, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nơi nó đi qua, không khí giống như bị nung cháy, sóng nhiệt phả vào mặt, khí thế vô cùng kinh người. Ngay khi Lý Di lao lên, hai mắt của gã thanh niên mặt đen nọ cũng sáng lên. Đúng đó, cách này hay lắm. Hắn cảm thấy đây là cách tốt, vậy nên hai tay đặt ở trên la bàn, lập tức có một cỗ linh uy phát ra từ trên người hắn, lan khắp bốn phương, hóa thành vô số tầng trận pháp, đổ ập về phía Vương Bảo Nhạc. Cả Ngô Phần cũng cảm thấy cô gái Lý Di này đúng là hung tàn, nhưng lúc này hắn lại rất thích chủ ý của đối phương, cho nên nhanh chóng móc ra bốn viên đan dược. Thực ra đan dược mới là thế mạnh của hắn, mà cách dùng khí huyết trước đó cũng là do hắn cắn nuốt đan dược mà thành. Lúc này suy nghĩ nện cho Vương Bảo Nhạc một trận quá mãnh liệt, cho nên hắn nuốt trọn bốn viên đan dược kia vào. Sau đó miệng của hắn phát ra tiếng gầm gừ, toàn thân đỏ bừng lên, vết nứt trên trán lại xuất hiện đến bốn đạo, mỗi đạo nhìn mà rợn người, khí tức cũng bộc phát phóng thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Những người khác thì cũng thế, ai nấy đều thi triển tuyệt chiêu. Dù có vài người đã xuất hiện ánh sáng từ lực bị đẩy ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn cứ ra tay, rõ ràng đang dứt cây cú Vương Bảo Nhạc, quyết tâm phải đánh ngất hắn rồi lột sạch, để hắn xấu hổ khi bị đẩy ra. Độc ác như vậy sao? Lý gì cô ác thế? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hậu quả kiểu này quá nghiêm trọng, khiến cho hắn không dám chủ quan. Mầm mống trong cơ thể đột nhiên bừng lên, tạo thành lực hút cực mạnh bao phủ bốn phương. Cưỡng chế hút mạnh thân thể, pháp khí và cả thuật pháp của bọn họ thay đổi quỹ tích, khiến cho bọn họ đột nhiên biến sắc. Ngay khi bọn họ bị hút đổi hướng, thì linh lực của Vương Bảo Nhạc đột nhiên vận chuyển, tăng tốc lao vun vút về phía trước. Tốc độ của nó hơn hẳn những chân tức bình thường một chút, trực tiếp tránh thoát quả cầu lửa của Lý Di, xuất hiện trước mặt của gã thanh niên mặt đen nọ, siết chặt nắm đấm, tay phải tung ra một cú. Cút! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng nổ mạnh, gã thanh niên mặt đen am hiểu trận pháp này vẫn bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đánh trúng bụng, không thể nào tránh né. Sức mạnh của Vương Bảo Nhạc quá lớn, gã thanh niên mặt đen đó cảm giác như mình bị một đoàn tàu cao tốc đâm phải, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh ra ngoài, hôn mê, bất tỉnh. Không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Bảo Nhạc khoát tay lên. Lập tức có ba khối lỗi có bộ dạng của học sinh ngộ đạo trong đạo viện Phiêu Miểu xuất hiện ôm cứng lấy gã thanh niên đó. Vương Bảo Nhạc xoay người, dẫm mạnh, tránh thoát mấy món linh bảo mà đám người khác ném tới. Trực tiếp đi tới trước mặt của Ngô Phần, ngay khi Ngô Phần biến sắc thì cũng bị hắn tương cho một quyền. Người cũng cút!
mặc cho Ngô Phần dãy giụa cỡ nào, thậm chí còn lấy cả linh bảo ra, nhưng đều không cốc. Một quyền này của Vương Bảo Nhạc thế như trẻ tre, đánh thẳng một quyền cực mạnh vào bụng của Ngô Phần. Ngô Phần phun máu, lập tức hôn mê, sau đó cũng bị vài khôi lỗi ôm cứng ngắc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám người xung quanh đều biến sắc. Trong mắt của Lý Di lộ ra vẻ hung ác, cô ta đã đến gần Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Ngọn lửa trên người lập tức bộc phát, hóa thành một cái miệng đỏ rực muốn tợp Vương Bảo Nhạc. Ta sợ ngươi à? Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại, trong tay xuất hiện một cái loa lớn. Hắn kề lên miệng hét to một tiếng, tiếng hét này tựa như sấm nổ vang. Sau khi cái loa tăng âm lượng lên thì lại càng vô cùng bá đạo, tạo thành gió lốc quét ngang về phía ngọn lửa kia. Ngọn lửa lập tức vặn vẹo, nháy mắt đã bị sóng ngầm cuồng bạo này đánh tan. Lộ ra Lý Di bị sóng ngầm tấn công, nên đang kêu la thảm thiết, định quay đầu bỏ chạy ở phía sau màn lửa. Vương Bảo Nhạc đắc ý, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi tới gần thì không hề thương hoa tiếc ngọc, cũng đánh một quyền cho cô ta bất tỉnh, rồi ném cho mấy con khôi lỗi ra ôm thật chặt. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn về phía mấy kẻ đang run như cầy sấy ở phía sau lưng. Các người định làm gì hả? Vương Bảo Nhạc, người ra tay như thế thì độc ác quá. Đúng đó, người lấy khôi lỗi ôm cứng bọn họ là để làm gì hả? Mấy kẻ kia lập tức lùi lại một bước, cuối cùng gã to con kia mới tức giận mở miệng. Nhưng hắn vừa mới nói xong thì trên người của Ngô Phần đang hôn mê ở một bên đã có ánh sáng từ lực lóe lên. Bởi vì đang hôn mê nên hắn không thể nào chống cự được, chỉ có thể mặc cho ánh sáng nâng lên bay về phía lối ra. Tiếc rằng lúc này trên người của hắn còn bám dính ba con khôi lỗi với tư thế vô cùng tiêu hồn. Ba khôi lỗi này ôm cứng ngoắc, cho nên cũng bay ra ngoài theo Ngô Phần. Cảnh này lập tức khiến cho mọi người biến sắc. Vương Bảo Nhạc thì ho nhẹ một tiếng, phát hiện trên người của gã thanh niên mặt đen kia cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng từ lực, thì hắn giật góc áo viết lên một hàng chữ rồi nhét vào trên người của hắn ta. Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại, cười như không cười nhìn những kẻ khác. Bây giờ thì đã biết rõ rồi chứ? Sau khi thấy rõ mọi việc, bao gồm cả gã to con kia cũng biến sắc, hít sâu một hơi. Thật sự là chiêu này của Vương Bảo Nhạc cũng y hệt chủ ý của Lý Dì, vùi dập dìm hàng đối phương không thường tiếc. Một khi bọn họ bị đưa ra ngoài trong tư thế hôn mê quấn chặt lên mấy con khôi lỗi như thế, sợ là tất cả mọi người ở bên ngoài sẽ thấy rõ cảnh tượng chật vật của bọn họ, thậm chí rất có thể sẽ trở thành vết nhơ cuộc đời của bọn họ. Dù sao thì tất cả mọi người đều là dạng có tên tuổi trong đạo viện của mình, mặt mũi rất quan trọng, vậy nên bọn họ lập tức vắt giò bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng tất cả đã quá muộn, cái tên Vương Bảo Nhạc này có tật nhớ dai thủ vặt. Chương 116, giả sao? Trước đó Vương Bảo Nhạc vốn định làm hoa, nhưng đám người này lại muốn đánh ngất hắn rồi lột sạch, muốn phô bày thân thể mi nhon của mình trước mặt bao người. Gì thì cũng nhịn được chứ nhục là không, hắn há có thể bỏ qua được. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng giận, vậy nên thân thể thoát cái đã đuổi theo. Sau đó có từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Ngoại trừ có hai kẻ xuất hiện ánh sáng tự lực nên may mắn trốn thoát, thì đám còn lại đều bị đánh ngất đi. Bởi vì cần một số khối lỗi đi kèm, cho nên có người thì bị Vương Bảo Nhạc dùng dây trói lại. Sau khi xong xuôi thì Vương Bảo Nhạc phủi quần áo, nhìn đám người bị khôi lỗi ôm cứng ngắc kia bị ánh sáng từ lực nhất bay lên, thì hắn mới lấy làm đắc ý vô cùng. Mình tốt bụng quá đi mất thôi, bọn họ đều hôn mê cả rồi. Mình đây là tốt bụng để khôi lỗi hộ tống bọn họ đi thôi. Vương Bảo Nhạc khí hửng dọn sạch chiến lợi phẩm của đám người đó, ném hết vào bên trong thùng nước của mình. Số lượng quá nhiều nên khó mà chứa hết, nhưng hắn có cách. Triệu hồi số khôi lỗi còn lại ra, lấy dây cột hết lên người đám khôi lỗi đó, lúc này hắn mới thấy thỏa mãn. Ơ lạ nhỉ, sao mình còn chưa bị bài xích nhỉ? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cảm thụ từ tu vi của mình, chợt phát hiện ra cảm giác bị bài xích còn chưa đến, vậy nên hắn ngẫm nghĩ một lát, không khỏi nhìn về phía tế đàn kia. Hay là qua đó xem thử nhỉ?
Vương Bảo Nhạc nhìn thanh trường thương trên tế đàn đó, ánh mắt sáng rực. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm, không phải dạng tu vi như hắn có thể làm gì được, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ biết đâu số mình hên thì sao. Vậy nên hắn bước lên đứng trước mặt cái khe trận pháp đó, cúi đầu nhìn xuống cái khe rộng hơn nửa trượng nọ. Vương Bảo Nhạc không dám tới quá gần, chỉ đứng ở đó giơ tay phải lên. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ chờ mong, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức bộc phát. Lực hút cực mạnh lan về phía thanh trường thương màu xanh ở giữa tế đàn đó, chợt hút thử một cái. Hắn vừa hút thử thì không ít đất đá ở trong trận pháp, thậm chí cả phù văn trên trận pháp cũng lóe lên vài cái. Nhưng thanh trường thương màu lam ở trên cao kia và bốn thân ảnh lơ lửng ở xung quanh nó vẫn không nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc thấy tuy có hiệu quả, nhưng dường như không thể nào làm thanh trường thương kia mảy may, nên có phần không cam lòng. Vậy nên hắn mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bộc phát toàn diện. Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến cho lực hút của hắn tăng mạnh. Bên trong trận pháp kia lập tức như có cơn cuồng phong quét ngang, vô số đất đá bị hút tới. Bốn thân ảnh khoanh chân lơ lửng trên các góc của tế đàn rốt cuộc cũng lắc một cái, nhích về phía Vương Bảo Nhạc một chút. Nhưng cho dù Vương Bảo Nhạc nghẹn đỏ cả mặt, nhưng thanh trường thương kia vẫn lơ lửng ở chỗ cũ không hề động đậy. Cái đậu xanh! Vương Bảo Nhạc nổi đóa, đang định lướt qua cái rãnh đó để đến gần hút thử, nhưng hắn lại dừng bước, nhìn cái rãnh ở trước mặt một lúc, rồi lấy một con khôi lỗi ra, điều khiển nó đi tới, sau đó muốn nhảy lên bay qua khe rãnh. Nhưng đúng lúc này, có một đạo ánh sáng chói lóa bộc phát ra, tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trực tiếp tấn công khôi lỗi. Khôi lỗi đó nháy mắt đã bị hủy diệt, biến mất không còn sót lại chút gì. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót tim, hít sâu một hơi. Ui dồi ôi, nguy hiểm như vậy sao? Vương Bảo Nhạc trong lòng run rẩy. Sau một hồi lâu thì ánh mắt của hắn mới lóe lên. Nếu bỏ đi thì không can tâm, vậy nên hắn nghi ngợi một lúc. Sau khi nhìn quanh để xác định nơi này không có ai, thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Thời gian trôi qua, một nén hương sau, quanh người của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng từ trường. Ngay khi lực đẩy kết xuất hiện, thì Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy chiếc mặt nạ thần bí nọ ra. Liều một phen mới được. Mặt nạ thần bí vừa xuất hiện, thì lớp sương mù phủ kín quanh, lập tức phát ra tiếng nổ, ào ào trỗi dậy như vô số con sóng dữ, tiếng nổ mạnh vang lên ầm trời. Khi mặt nạ xuất hiện, sương mờ xung quanh lập tức quay cuồng, khi thì nổ mạnh, lúc lại lõm xuống, tựa như bên trong có một con mãnh thú nào đó đang dãy giụa gào rú. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển từng hồi. Vì mặt đất rung chuyển dữ dội, nên những khe rãnh trận pháp kia cũng xuất hiện vết nứt. Có đất đá văng ra, tựa như mặt đất sắp sửa sụp đổ. Biến hóa lớn như vậy sao? Thân thể của Vương Bảo Nhạc lảo đảo, hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch, lập tức lùi lại. Mục đích của hắn khi lấy chiếc mặt nạ ra là để xem liệu có thể khiến cho nơi này có biến hóa gì không, để còn tìm cơ hội. Nhưng biến hóa hiện tại quá mức quỷ dị, trong lòng của Vương Bảo Nhạc có phần hối hận. Nhưng vừa nghĩ tới thanh trường thương kia thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, cũng quyết đoán hơn hẳn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ gì nếu có nguy hiểm gì thì mình lập tức cứ từ bỏ không trông cự nữa, mượn ánh sáng tử lực này để thoát ra. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra hơn 40 con khôi lỗi còn lại, điều khiển chúng nó trực tiếp phóng tới chỗ cái khe rãnh trận pháp kia. Lần này khe rãnh xuất hiện ánh sáng, nhưng xung quanh rung chuyển, sương mờ xung quanh quay cuồng khiến cho ánh sáng lệch đi quỹ tích. Tuy phần lớn chỗ khôi lỗi kia vẫn bị tiêu diệt, nhưng vẫn có hai cỗ thành công xuyên qua màn sáng đó, chui vào bên trong trận pháp. Gần như ngay khi chúng nó xuyên qua thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lao tới, linh lực tản ra, gia tăng tốc độ, toàn thân bám sát hai con khôi lỗi an toàn kia, lướt qua trận pháp nhảy vào bên trong. Sau khi hạ xuống, tim của Vương Bảo Nhạc đập thình thịch, trong mắt còn mang theo vẻ kích động. Vào được rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn,
hai mắt sáng rực nhìn về phía tế đàn ở trước mặt, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lại bộc phát thêm lần nữa, lực hút cực mạnh phóng ra. Lần này phạm vi di chuyển của bốn cỗ kỳ thể kia lại lớn hơn một chút, chỉ là thanh trường thương nọ vẫn cứ bất động tại chỗ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau khi tính toán khoảng cách xong thì hắn cắn răng chuẩn bị đến gần thêm một chút nữa rồi lại dừng. Vậy nên hắn điều khiển hai con khôi lỗi ở trước mặt, khiến cho chúng đi trước dò đường. Sau khi xác định an toàn thì chính hắn sẽ nối gót theo phía sau. Hắn và khôi lỗi nhanh chóng tiến đến gần tế đàn. Sau đó hắn để ý trên bậc thang của tế đàn có rất nhiều phù văn lóe lên. Vương Bảo Nhạc không dám tới gần nữa, thế là hắn khống chế một con khôi lỗi nhảy lên bên trên. Theo ánh sáng trên tế đàn lóe lên một cái, khôi lỗi của hắn lập tức biến thành tro bụi. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc căng thẳng, không thể đi tới được nữa rồi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc điều khiển khôi lỗi cuối cùng nhảy lên. Hắn nhìn chằm chằm, trông thấy con khôi lỗi này cũng bị hủy diệt khi nhảy lên cao chừng 5 trượng. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, cảm giác được ánh sáng từ lực và lực từ kéo người mình lại dần mạnh hơn. Hắn biết thời gian của mình không còn được bao nhiêu. Hắn nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn thanh trường thương màu lam trên nóc của tế đàn kia. Thân thể dần tích lực, vài giây sau, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, dẫm thật mạnh xuống đất. Thân thể bỗng nhiên bắn lên. Ngay khi gần lên đến 5 trượng thì hắn lấy phi kiếm ra, điều khiển nửa dây chân. Cổ võ thì không thể nào đứng ở trên không trung được, nhưng tu sĩ chân tức nhờ vào pháp khí thì vẫn có thể làm được một lúc. Hiện giờ Vương Bảo Nhạc chính là như thế, hắn đạp trên phi kiếm. Ngay khi dừng lại thì mầm móng thôn phệ bộc phát toàn diện, hút mạnh thanh trường thương màu xanh đỏ. Tới đây cho ta! Trong tiếng nổ mạnh vang lên, bốn cỗ thi thể bị lực hút tác động trực tiếp bị kéo về phía Vương Bảo Nhạc. Còn thanh trường thương kia rốt cuộc cũng động, nhưng không phải bị hút về phía Vương Bảo Nhạc, mà là trở nên vặn vẹo, thậm chí dần biến thành hư ảo, xuất hiện dấu hiệu trong suốt sắp như tan biến. Cái gì thế này? Vương Bảo Nhạc ngẩn người. Sau đó thanh trường thương trở nên trong suốt, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán ngay trước mặt hắn. Tựa như thanh trường thương này chỉ là một hình chiếu hư ảo dung chuyển trước lực hút của Vương Bảo Nhạc, sau đó im lặng tiêu tan. Là giả sao? Vương Bảo Nhạc xoa xoa mắt, sau khi nhìn thật kỹ thì hắn cũng há hốc mồm. Uy cái đậu xanh, ông đây liều mạng như thế này mà lại là giả à? Để cây trường thương giả ở đây thế này không phải là lừa người à? Các người sẽ bị báo ứng. Vương Bảo Nhạc lập tức bi phẫn mắng chửi, thân thể cũng rơi xuống từ trên không. Nhưng ngay khi hắn rơi xuống thì chỗ trường thương biến mất, rốt cuộc lại có một hạt châu màu lam. Nó đột nhiên bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Sau khi túm lấy nó thì thân thể bị lực trùng kích đến từ hạt châu nọ làm cho lui lại. Ánh sáng từ lực bên ngoài cũng kéo thân thể của hắn nhanh chóng bay ngược ra sau. Ui, hạt châu cũng được. Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, thấy mình bị ánh sáng kéo đi. Hắn nhanh chóng phóng vòng móng thôn vệ ra, hút lấy bốn cỗ thi thể kia cùng tới, cuối cùng bay ngược ra phía sau mình. Thu hoạch cũng được đấy chứ. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, thân thể bị kéo đến khoảng không, chỗ khe rãnh trận pháp. Không rõ là do hạt châu hay đó là nhờ thi thể này, mà khi hắn đang thấp thỏm lo âu, thì thân thể lại trực tiếp xuyên thẳng qua. Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lực hút lại tản ra, hút cái thùng nước và đám khôi lỗi chứa đầy chiến lợi phẩm theo. Nhưng đúng lúc này lại có dị tượng xuất hiện. Hết chương 116. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.